Xin chào khán giả Đà Nẵng TV. Hôm nay Đình Trực đã thức dậy sớm để có mặt tại phố đi bộ Bạch Đằng vào lúc 4 giờ 30 phút hơn. Quý vị có thể thấy giờ trên đồng hồ của tôi. Và lúc này quang cảnh ở phố đi bộ trời còn khá tối và đường phố thì vắng vẻ. Sở dĩ tôi lại thức dậy sớm như vậy là bởi vì muốn ngắm cảnh bình minh trên view bờ sông Hàn. Và đây đã trở thành một trào lưu được các bạn trẻ tại Đà Nẵng yêu thích trong thời gian gần đây. Từ 4 giờ sáng, hàng trăm bạn trẻ đủ mọi lứa tuổi đã xếp hàng chật kín tại các điểm bán cà phê dọc phố đi bộ Bạch Đằng với mong muốn tận hưởng khoảnh khắc ngắm bình minh bên bờ sông Hàn thơ mộng. Trào lưu uống cà phê check-in sớm tại đây rộ lên sau khi tuyến phố bờ sông Hàn được thành phố quy hoạch trở thành phố đi bộ. Nắm bắt xu hướng của các bạn trẻ, nhiều hàng quán kiosk đã bày bán những loại thức uống và đồ ăn sáng phong phú hấp dẫn. Lúc này là 5 giờ 25 phút và bình minh đã bắt đầu ló dạng trên mặt sông. Trước đây Trực đã có cơ hội được ngắm bình minh trên biển rất nhiều lần rồi. Tuy nhiên với trải nghiệm ngắm mặt trời mọc ở trên mặt sông như thế này mang đến một cảm giác rất là yên bình và thơ mộng. Và đặc biệt hơn, được ngắm khoảnh khắc chào đón một ngày mới với nhiều người như thế này mang đến một cảm giác rất là thú vị. Khi ánh mặt trời bắt đầu ló dạng, phản chiếu ánh sáng xuống dòng sông Hàn, tô điểm cho không gian tại đây thêm lung linh màu sắc, tạo nên khung cảnh nên thơ, đầy mê hoặc, say đắm lòng người. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, mang đến một khởi đầu ngày mới đầy năng lượng. Không khí trong lành, cảnh quan sông Hàn, cầu rồng tuyệt đẹp. Trải nghiệm này không chỉ là một cách để chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên, mà còn là khoảnh khắc lắng động, chậm lại để tận hưởng từng khoảnh khắc cuộc sống thường ngày từ những điều bình dị. Trước đây thì mình cũng chưa có trải nghiệm uống cà phê buổi sáng đón bình minh ở view như thế này. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng cùng thức dậy sớm để trải nghiệm. Lần đầu tiên trải nghiệm thì thấy phong cảnh bình minh ở Bình Lan đẹp. Bình thường thì em ngủ tới 7-8 giờ ấy, tới giờ đi làm mới dậy. Nhưng mà hôm nay là em thấy ở trên TikTok á, nói chung là hiện nhiều cảnh bình minh của Trình nên em ra em xem thử cùng với bạn em. Em thấy kiểu như trời thì đẹp, với lại mọi người kiểu như nó sẽ có nhiều năng lượng trong một ngày mới, làm việc sẽ tốt hơn ấy. Nên em cảm thấy cũng thích. Chụp ảnh bình minh thì tôi đã chụp rất nhiều. Nhưng mà nếu mà nói về cái buổi sáng mà trên đường Bạch Đằng thế này, có đường đi bộ này, thì cũng phải nói là lần đầu tiên đi chụp cái này. Tôi thấy là không khí rất là vui, rất là nhộn nhịp, nhất là các bạn trẻ ngủ dậy rất sớm. 4 giờ rưỡi là đã thấy đã nhiều bạn trẻ ở đây rồi. Đúng ra là ở Đà Nẵng mình có cảnh quan rất đẹp. Nếu mà ngắm bình minh mà uống cà phê ăn sáng ở đây thì tuyệt vời. Thưởng thức cà phê và ăn sáng tại bờ sông Hàn trở thành một trào lưu thú vị, bổ ích. Bên cạnh việc ngắm cảnh thưởng thức ly cà phê ngon, việc dậy sớm cũng được khuyến khích với tất cả mọi người. Vì vậy mà nhiều quán cà phê đã có những món quà ý nghĩa dành cho những vị khách đến quán sớm nhất, như một cách khích lệ các bạn trẻ dậy sớm, bắt đầu một ngày mới với một tâm trạng thoải mái, vui tươi, tràn đầy năng lượng. Cái chương trình mà cà phê sáng từ 4 giờ thu hút các bạn trẻ, thì khi bắt đầu tổ chức những ngày đầu thì là các bạn rất là quan tâm. Có những bạn là đã đến từ lúc 3 giờ 30 sáng để có thể là chờ để ngồi với vị trí ở cái phố đi bộ để có thể ngắm bình minh lên rất là đẹp từ sông Hàn. Bên cạnh đó là quán cũng có tổ chức một số chương trình, như là những bạn đến sớm thì sẽ được tặng những chiếc bánh mì chấm kem trứng. Bên cạnh đó là có tổ tặng các bạn là những chiếc phiếu bé dậy sớm để khích lệ tinh thần cho các bạn dậy sớm. Uống cà phê, ăn sáng, ngắm bình minh, đi bộ, tập thể dục, tăng cường sức khỏe, tất cả đều có chung mong muốn được tận hưởng thời tiết mát mẻ, không gian thoáng mát và tầm nhìn đẹp. Đà Nẵng, thành phố trẻ năng động, đô thị hiện đại, nhưng vẫn giữ được nét thanh bình, yên ngã, trong lành, đã làm nên vẻ đẹp rất riêng của thành phố bên sông Hàn. Đây chính là một phần của sức hút mà thành phố mang lại cho người dân và du khách. Thức dậy sớm không chỉ giúp chúng ta có thêm thời gian để làm việc, học tập và chuẩn bị cho một ngày mới tốt hơn, mà còn có cơ hội để tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa và yên bình của buổi sáng. Chúc quý vị và các bạn sẽ dậy sớm để thành công nhé!